xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh youtube cuộc sống hôm nay của chúng tôi những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi tới quý vị ngay sau đây âm mưu ám sát ông zelensky nhiều lãnh đạo cao cấp ukraine là tay trong của nga vụ bắt hai đại tá bị cáo buộc âm mưu ám sát tổng thống zelensky cho thấy những mối đe dọa nghiêm trọng với an ninh nội bộ của ukraine Cơ quan an ninh nhà nước Ukraine, SBU, ngày 7 tháng 5 thông báo đã bắt hai đại tá thuộc Cục An ninh nhà nước, UDO, với các cáo buộc lên kế hoạch ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng những quan chức hàng đầu khác. Đây không phải là lần đầu tiên SBU tuyên bố phá âm mưu ám sát ông Zelensky kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát. Song thông tin lần này gây chấn động bởi hai nghi phạm đều là sĩ quan cấp cao của UDO, cơ quan có chức năng gần tương đương với sở mật vụ Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ các lãnh đạo cấp cao của chính phủ. SBU chưa công bố danh tính hai nghi phạm nhưng cho hay họ là một phần trong mạng lưới điệp viên do cơ quan an ninh liên bang Nga FSB tuyển mộ từ lâu. Các nghi phạm được giao nhiệm vụ cung cấp cho FSB thông tin về vị trí của Tổng thống Zelensky và những quan chức hàng đầu khác trong chính phủ Ukraine để Nga tung đòn tập kích bằng tên lửa khi có cơ hội. Hai đại tá này còn bị cáo buộc đang tìm kiếm sát thủ trong đội ngũ cận vệ của Tổng thống Zelensky, những người chịu nhận tiền để bắt cóc và hạ sát ông. Ngoài Tổng thống Zelensky, các mục tiêu bị nhắm đến còn có người đứng đầu SBU, Vasyl Maliuk và lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, Kirilo Budanov. Nhóm đặc vụ được cho là đã lên kế hoạch ám sát Thiếu tướng Budanov trước lễ phục sinh của chính thống giáo diễn ra ngày 5 tháng 5 năm nay. Theo SBU, nhóm điệp viên tìm cách khai thác thông tin từ một nội gián bên trong đội an ninh bảo vệ lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine về vị trí của tướng Budanov. Tọa độ sau đó sẽ được chuyển cho phía Nga để tập kích. Một cuộc tấn công bằng tên lửa đã được lên kế hoạch, SBU cho hay. Sau khi tên lửa chút xuống, sát thủ của nhóm có nhiệm vụ giết những người vẫn sống bằng drone và cả đạn chống tăng. Sau đó, Nga đã lên kế hoạch khai hỏa tên lửa khác vào hiện trường để phá hủy dấu vết UAV. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Tổng thống Zelensky từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm rằng cơ quan an ninh Ukraine đã báo cáo với ông về hơn 10 âm mưu ám sát trong hơn 2 năm qua, và FSB thường rất kín tiếng về những vụ như vậy. Nhưng lần này, họ nêu tương đối chi tiết cách nhóm nghi phạm lên kế hoạch hạ sát tổng thống và các quan chức cấp cao Ukraine. Cuộc tấn công Budanov được cho là một món quà gửi tới Putin trước lễ nhậm chức, diễn ra vào ngày 7 tháng 5 Maliuk cho biết trong tuyên bố của SBU. Theo văn phòng Tổng công tố Ukraine, hai nghi phạm bị buộc tội phản quốc, một trong hai người còn bị cáo buộc hỗ trợ âm mưu khủng bố. SBU cho biết cả hai đại tá bắt đầu làm việc với FSB trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Ba nhân viên FSB được giao nhiệm vụ giám sát nhóm điệp viên này, cũng như phụ trách kế hoạch ám sát ông Zelensky. Một người trong số đó được kỳ ép xác định là Dmytro Pelin, chuyên tuyển mộ nội gián trong lực lượng an ninh Ukraine từ trước khi Nga phát động chiến sự. Người thứ hai là Oleksiy Konev được cho là đã gặp một đại tá Ukraine ở châu Âu trước khi chiến sự nổ ra. Trong video thẩm vấn do SBU công bố, một đại tá Ukraine nói rằng để chuẩn bị cho cuộc tấn công, ông đã nhận vũ khí trong đó có mìn và UAV chưa chất nổ từ phía FSB. Ông giấu chúng tại một địa điểm đã thỏa thuận từ trước ở bên đường cao tốc từ Kiev tới Odessa. Ngoài ra, nghi phạm cũng được chuyển đầu đạn chống tăng. Trong quá trình cộng tác với FSB, đại tá này đã liên lạc với một đầu mối thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine và được cho là sẽ đánh giá trạng thái cảm xúc của các nhân viên làm việc tại Cơ quan An ninh trực thuộc Văn phòng Tổng thống nhằm tuyển mộ họ cho các nhiệm vụ tương lai. Theo lời khai của nghi phạm, từ tháng 5 năm 2014, ông nhiều lần gặp các đối tác và nhận thù lao ở nước ngoài. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự, số tiền trả cho ông này đều được chuyển ra nước ngoài cho người thân. Đây là lần đầu tiên các sĩ quan cấp cao quân đội Ukraine bị phát hiện tham gia vào âm mưu ám sát tổng thống, người phát ngôn SBU Atem Detiarenko nói với Politico rằng chưa từng có chuyện người giữ quân hàm cao như vậy của bộ máy an ninh nhà nước lại trở thành tay sai cho kẻ thù tin tức về âm mưu ám sát xuất hiện sau nhiều tháng bất ổn nội bộ ở ukraine trong đó nhiều quan chức chính quyền bị bắt hoặc sa thải vì các cáo buộc tham nhũng hay gián điệp giới lãnh đạo ukraine gần đây cũng trở thành mục tiêu của nhiều vụ ám sát tháng trước, các quan chức Ba Lan cho biết họ đã bắt một người đàn ông với cáo buộc chuẩn bị chuyển thông tin cho tình báo Nga để hỗ trợ một âm mưu hạ sát Tổng thống Zelensky. Nga cuối tuần trước còn đưa lãnh đạo Ukraine vào danh sách truy nã nhưng không nêu cáo buộc. Những diễn biến này đặt trong bối cảnh triển vọng chiến trường của Kiev đang mờ mịt cho thấy mức độ dễ bị tổn thương trong an ninh nội bộ của Ukraine, buộc các nhà hoạch định chính sách phương Tây phải đặc biệt lưu tâm. Mark Episcopos, nhà nghiên cứu Á Âu tại Viện Quản lý Nhà nước có trách nhiệm Quincy, trụ sở tại Washington nhận xét. Thông tin chi tiết về âm mưu ám sát chưa được công bố đầy đủ và mức độ tham gia của Nga hiện cũng chưa thực sự rõ ràng. Nhưng nếu đặc vụ Nga có thể tuyển mộ ít nhất hai đại tá Ukraine để tiến hành một kế hoạch ám sát tình vi nhằm vào ba lãnh đạo cấp cao nhất đất nước, điều này sẽ là minh chứng rõ nét cho thấy mức độ xâm nhập của tình báo Nga vào bộ máy chính quyền Ukraine episcopos cho hay an ninh ukraine sẽ khó lòng phát hiện hết mọi mắt xích của mạng lưới gián điệp đó chứ chưa nói đến việc loại bỏ tận gốc mối đe dọa tiềm ẩn ông nhấn mạnh vấn đề có thể còn nghiêm trọng hơn nữa khi phòng tuyến ukraine ở miền đông có nguy cơ bị chọc thủng điều sẽ tạo động lực mới cho các quan chức ukraine ở mọi cấp độ cân nhắc ý tưởng hợp tác với nga episcopos cho biết thêm vì thế, âm mưu ám sát mới nhất là dấu hiệu cảnh báo sớm về tình trạng rối loạn trong nội bộ Ukraine và nếu không được xử lý nhanh chóng, nó cuối cùng sẽ trở thành mối đe dọa đối với ổn định chính trị của đất nước. Đây là triệu chứng của một chính phủ thời chiến đầy rắc rối, bị chia rẽ bởi những điểm yếu bên trong và đang bị đối phương khai thác ngày càng sâu rộng, ông nói. Ukraine lo ngại Nga dùng TikTok để làm suy yếu tinh thần, tính hợp pháp của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Nga đang ngày càng sử dụng nền tảng mạng xã hội TikTok để làm suy yếu tinh thần của Ukraine và tính hợp pháp của Tổng thống Volodymyr Zelensky, một quan chức cấp cao của Kiev, cáo buộc trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm 7 tháng 5. Andrei Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch CCD tại Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, kêu gọi TikTok hỗ trợ để Kiev đối phó với sự áp đảo của Nga trên nền tảng mạng xã hội này. Theo ông Kovalenko, Nga đang đạt được đa tiến trên chiến trường cũng như trong lĩnh vực không gian mạng. Nga đang áp đảo Ukraine trên TikTok nhờ các nỗ lực quy mô lớn. Chúng ta phải điều chỉnh cách tiếp cận và tập trung vào mạng xã hội, ông nói. Ông cáo buộc Nga đang hoạt động một cách có hệ thống, tạo tài khoản giả bằng thẻ sim của Ukraine và dùng thuật toán để giúp video trên TikTok tiếp cận nhiều đối tượng hơn ở Ukraine. Trong khi đó, ông Kovalenko cho biết không có nhiều người sáng tạo người Ukraine trên nền tảng này. Ông Kovalenko trước đây đã bác bỏ đề nghị cấm mạng xã hội Telegram của các quan chức Ukraine, cho rằng điều này là không thể, không thực tế và thực sự gây tổn hại cho hoạt động tuyên truyền của Kyiv. Ông nói với Bloomberg rằng ông cũng không ủng hộ việc cấm TikTok, nhưng muốn công ty mở văn phòng ở Kyiv để giúp chống lại thông tin sai lệch hiệu quả hơn. Ông nói thêm, Ukraine đã đề nghị chủ sở hữu TikTok là ByteDance cấm 24 kênh thân Nga bằng cách khiếu nại với đại diện của họ tại EU. Bloomberg cho biết rằng có 25% người dùng mạng xã hội ở Ukraine sử dụng TikTok, trong khi hơn 70% có Telegram, chỉ có 8% sử dụng X, trước đây là Twitter. Ông cáo buộc Nga tổ chức chiến dịch tung thông tin sai lệch nhằm đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của Tổng thống Zelensky. Các video nói về mốc thời điểm ngày 20 tháng 5 khi nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky sắp hết nếu không có chiến sự nổ ra. Ukraine có quy định không tổ chức bầu cử trong thời điểm thiết quân luật Trước đó, giới chức Ukraine từng cáo buộc Nga mở một chiến dịch thông tin sai lệch quy mô lớn mang tên Maidan 3 nhằm gây bất ổn cho Ukraine và làm suy yếu bàn lãnh đạo của phía Kiev. Nga ra điều kiện gì để xung đột Ukraine kết thúc sau 2 tuần? Về việc cần phải làm gì để leo thang, ông Borrell nói, nếu ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev, mọi thứ sẽ kết thúc sau 2 tuần. Và đây là công thức giảm leo thang. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 8 tháng 5 tuyên bố, khi được hỏi về cách giảm leo thang cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây, bà Zakharova cho biết phương Tây đã đưa ra những luận điệu về Nga. Hồi đầu tháng, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell cho biết, sự tồn tại của Ukraine phụ thuộc vào phương Tây và cuộc chiến sẽ kết thúc sau vài tuần nếu nguồn cung vũ khí của phương Tây chấm dứt. Tuy nhiên, ông Borrell nói rằng ông không muốn chiến tranh kết thúc như vậy Ông Borrell, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, hồi tháng 2 cảnh báo phương Tây rằng, trong những tháng tới, cuộc chiến Nga-Ukraine có thể được quyết định. Theo ông, để tránh kịch bản bất lợi cho Ukraine, các nước EU cần phải gửi thêm tiền viện trợ và vũ khí cho Kiev. EU đã cam kết viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo gần 85 tỷ euro, tương đương 92 tỷ USD cho Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Trong khi các quốc gia thành viên riêng lẻ của khối này đã viện trợ thêm hàng chục tỷ euro, tuy nhiên ông Borrell nhận định khoản viện trợ nói trên là chưa đủ. Ông cho rằng nếu EU muốn Ukraine duy trì khả năng kháng cự, họ phải viện trợ nhanh và nhiều hơn nữa. Mặc dù vậy, khả năng tăng tốc sản xuất quốc phòng của EU vẫn là dấu hỏi lớn. Ngành công nghiệp quân sự của EU vẫn chưa bắt kịp tốc độ tiêu hao của cuộc chiến. Trong khi đó vào cuối tháng 4, Mỹ nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine sau khoảng nửa năm đình trệ. Gói viện trợ mới trị giá gần 61 tỷ USD được kỳ vọng có thể giúp Ukraine xoay chuyển tình hình, mở một cuộc phản công mới vào mùa hè này. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo Kiev đang đối mặt với những ngày nguy hiểm phía trước trong thời gian chờ viện trợ. Cụ thể, trong thời gian này, Moscow chắc chắn sẽ đẩy mạnh tấn công để giành ưu thế. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba ca ngợi quyết định của Mỹ thông qua gói viện trợ mới, nhưng cảnh báo điều này sẽ không đủ để tạo ra sự khác biệt trên chiến trường không một lô hàng nào có thể ngăn cản được Nga. Điều có thể ngăn cản Nga là một mặt trận thống nhất trên toàn Ukraine và tất cả các đối tác của Ukraine, ông Kuleba nói. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố rằng vũ khí và đạn dược mà Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Kiev sẽ không làm thay đổi động lực ở tiền tuyến, nơi lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể trong những tuần gần đây. Theo ông Peskov, điều duy nhất mà viện trợ mới của Mỹ gây ra là khiến thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng. Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột nhưng với điều kiện Ukraine phải thừa nhận thực tế mới về lãnh thổ. Thực tế mà Moscow đề cập đến là việc các vùng lãnh thổ gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk sắp nhập vào Nga năm 2022 và bán đảo Crimea sắp nhập năm 2014 sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Nga bác bỏ cáo buộc liên quan đến vụ tấn công đốt phá của Anh trong tuyên bố nữ phát ngôn viên zakharova cho biết nga tố anh bịa đặt về cáo buộc hoạt động thù địch đây là một phần của cuộc chiến thông tin chống lại moscow nga coi những cáo buộc như vậy là khiêu khích và moscow không bao giờ thực hiện các cuộc tấn công phá hoại nhằm vào các mục tiêu dân sự bà nhấn mạnh bà zakharova đang đề cập đến một vụ việc trong đó anh hồi tháng trước đã buộc tội một người đàn ông hoạt động thù địch chống nhà nước nhằm mang lại lợi ích cho nga bao gồm cả việc đứng sau vụ tấn công đốt phá một cơ sở thương mại có liên quan đến ukraine ở london Ngoại trưởng Anh David Cameron đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cáo buộc này và Bộ Ngoại giao của ông hồi tháng trước đã triệu tập đại sứ Nga tại London để bày tỏ quan ngại về hoạt động ác ý do Nga giàn dựng trên đất Anh. Tuy nhiên, phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp hàng tuần, bà Zakharova nói, chúng tôi coi những cáo buộc này là hành động khiêu khích và đánh dấu loạt đạn mới nhất trong cuộc chiến thông tin mà phố Đào Ninh đã phát động chống lại đất nước chúng tôi theo bà những nỗ lực này của anh thật thảm hại vì những cáo buộc được đưa ra không chỉ vô lý mà còn không có bất kỳ sự thật nào nữ phát ngôn viên bộ ngoại giao nga đồng thời kêu gọi anh dừng sự cuồng loạn chống nga mối quan hệ giữa nga và anh đã ở trong tình trạng xấu đi nghiêm trọng ngay cả trước khi bùng nổ xung đột ukraine và ngày càng leo thang căng thẳng khi london đóng vai trò nổi bật trong việc viện trợ quân sự cho ukraine và áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại moscow ukraine thất thế ở phong tuyến phía đông nato phủ nhận kế hoạch triển khai quân Pravda ngày 8 tháng 5 dẫn lời ông Naza Volosin, người phát ngôn nhóm tác chiến chiến lược Kortisia của Ukraine, cho biết lực lượng Nga đã chọc thủng phong tuyến của Ukraine ở thành phố Krasnohorivka, tỉnh Donetsk, miền đông nước này. Đối phương đã chọc thủng phòng tuyến, các nhóm tấn công nhỏ của họ đã tiến vào bên trong thành phố và hiện ở bên trong một nhà máy, ông nói. Tuy nhiên, ông Volosin cho hay các đơn vị của Ukraine đã ngăn chặn và bao vây nhóm tấn công của Nga. Hiện tại nhóm này bị cắt nguồn tiếp tế đạn dược. Lực lượng của chúng tôi tiếp tục giữ Krasnohorivka và vùng ngoại ô trong tầm kiểm soát hỏa lực, ông cho biết thêm. Theo ông Volosin, quân đội Nga đang tiến hành các đợt tấn công gần làng Netalove và tìm cách tiến công ở pevo Nga ngày 8 tháng 5 tuyên bố đã tiến vào miền đông Ukraine, giành quyền kiểm soát làng Kislypka ở vùng Kharkov của Ukraine và làng novo Kalinov ở vùng Donetsk. Đây là những làng mới nhất mà Nga tuyên bố kiểm soát trong những ngày qua. Những tuần gần đây, Moscow tăng cường độ tấn công, phá vỡ hàng loạt phòng tuyến của Ukraine ở miền Đông nhằm giành ưu thế trên chiến trường trong bối cảnh Kiev cạn kiệt vũ khí đạn dược và phải chờ viện trợ mới từ phương Tây. Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO tin rằng vẫn chưa quá muộn để Ukraine có thể giành chiến thắng bởi đa tiến của Nga tương đối hạn chế và không mang ý nghĩa chiến lược. Ông thừa nhận việc phương Tây chậm chế hỗ trợ Ukraine đã ảnh hưởng đến các diễn biến trên tiền tuyến. Điều quan trọng nhất là chúng ta tiếp tục gửi viện trợ. Xung đột càng kéo dài thì việc thực hiện càng khó khăn. Nhiều nước đã cung cấp vũ khí đạn dược từ nguồn dự trữ của mình suốt hai năm này, nhưng không phải là vô tận, ông nói. Theo ông, các nước phương Tây có thể tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev bằng cách rút thêm từ nguồn dự trữ của chính họ hoặc tăng sức ép lên ngành công nghiệp quốc phòng, phải sản xuất nhiều hơn và nhanh hơn. Có lẽ sẽ mất ít nhất một năm để thực sự đạt được mức tăng sản lượng ở phương Tây, Chúng ta sẽ phải vượt qua giai đoạn này để Ukraine có thể chuẩn bị cho cuộc phản công tiếp theo. Nhưng điều đó sẽ không dễ dàng. Có 450.000 quân Nga ở các vùng bị chiếm giữ ở Ukraine, quan chức NATO dự đoán. Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg một lần nữa khẳng định liên minh này không có kế hoạch triển khai quân trên lãnh thổ Ukraine. Thay vào đó, NATO tiếp tục tập trung viện trợ quân sự cho Kiev. NATO không có ý định gửi quân đến Ukraine. Khi tôi đến thăm Ukraine vào tuần trước, phía Ukraine đã không yêu cầu quân đội NATO. Họ yêu cầu thêm viện trợ quân sự, ông Stoltenberg cho biết. Tổng thống Putin nói gì với phương Tây sau khi tuyên thệ nhậm chức? Trong bài phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Nga Putin tuyên bố an ninh quốc gia sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ mới của ông. Ông cũng nhấn mạnh Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại với phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ năm. Mở đầu bài phát biểu, ông Putin cảm ơn người dân Nga ở tất cả các tỉnh trên lãnh thổ, trong đó có những người đang chiến đấu cho Tổ quốc. Tổng thống Putin nhấn mạnh an ninh quốc gia sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ 6 năm mới của ông. Ông khẳng định dân tộc Nga là dân tộc đoàn kết và vĩ đại, và người dân Nga sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, thực hiện hóa mọi kế hoạch và giành chiến thắng. Chúng ta sẽ tự quyết định vận mệnh của nước Nga vì thế hệ ngày này và những thế hệ trong tương lai tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và trở nên ngày càng mạnh mẽ tôi cam kết rằng lợi ích và an toàn của người dân nga sẽ luôn là ưu tiên cao nhất ông putin phát biểu nhà lãnh đạo nga cũng nhấn mạnh chính phủ của ông chưa bao giờ từ chối lời đề nghị đối thoại từ phương tây bất chấp những nỗ lực của họ ngăn chặn sự phát triển của nga chúng tôi luôn cởi mở với triển vọng làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị với tất cả các quốc gia coi nga là đối tác tiền cậy và trung thực Họ chiếm đa số trên toàn cầu. Chúng tôi không từ chối đối thoại với các nước phương Tây, lựa chọn là của họ, ông Putin nói. Theo ông, Nga có thể đàm phán về các vấn đề an ninh, ổn định chiến lược, nhưng không phải trên quan điểm sức mạnh mà ở khía cạnh bình đẳng. Sau bài phát biểu ngắn gọn của ông Putin, khẩu đội pháo binh bắt đầu bắn loạt 30 phát đại bác chào mừng ở bên ngoài điện Kremlin. Đây là số loạt đại bác lớn nhất được bắn trong các nghi lễ quân sự của Nga do tổng thống cũng là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga Châu Âu chuẩn bị ra sao cho nhiệm kỳ 6 năm tới của tổng thống Putin? Buổi lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 5 vào ngày 7 tháng 5 của ông Putin diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang chuẩn bị sẵn sàng nhằm đối phó với những động thái tiếp theo của tổng thống Nga. Trước đó ngày 6 tháng 5, Nga thông báo sẽ tổ chức cuộc tập trận quân sự, trong đó thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Sau các mối đe dọa và tuyên bố khiêu khích từ giới phương Tây, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhận định hành động trên là quyết định nguy hiểm, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Bên cạnh đó, xung đột Nga-Ukraine đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của người Nga và thấm sâu vào mọi tầng lớp xã hội tại quốc gia đang hứng chịu vô số lệnh cấm vận này. Tuy nhiên, áp lực từ cộng đồng quốc tế không đủ sức khiến người dân Nga quay lưng với ông Putin. Chính điều này đã ra thách thức cho phương Tây, những nước ủng hộ Ukraine. Chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang theo báo Politico, chiến sự Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba, nhưng có vẻ ông Putin không có ý định đi chạy khỏi mục tiêu ban đầu, đó là kiểm soát Ukraine và đối kháng trực tiếp với phương Tây. Trong bối cảnh này, sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc cùng lo ngại về khả năng ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng cũng ảnh hưởng đến gói viện trợ Ukraine của Mỹ Nói cách khác, nếu ông Donald Trump tái đắc cử vào cuối năm nay, Washington có khả năng tập trung nguồn lực vào Trung Quốc và chính điều này khiến châu Âu cảm thấy lạc lõng nếu phát sinh xung đột vũ trang giữa khối này với Nga. Một đe dọa chiến tranh có thể không xảy ra, nhưng không phải không có khả năng. Đã đến lúc châu Âu phải tiến lên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen nhận định. Lời cảnh báo của Chủ tịch EC nếu bật khả năng Nga sẽ mở một cuộc tấn công vào một nước châu Âu nào đó nhằm điều tra về các cam kết phòng thủ của NATO. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho hay các chuyên gia quân sự nhận định khoảng 5-8 đến 8 năm nữa, một cuộc xung đột vũ trang có thể sẽ nổ ra. EC hiện đang lên kế hoạch triển khai một chiến lược mới trong lĩnh vực quốc phòng. Mục tiêu của chiến lược này là nhằm tăng cường sản xuất vũ khí, đồng thời tìm kiếm nguồn tài chính để nâng cấp kho vũ khí hiện có. Theo báo El País, Tây Ban Nha, châu Âu đang phải đối mặt tình trạng cấp bách trong bối cảnh khối này mong muốn nâng cao năng lực phòng thủ để hỗ trợ Ukraine trong ngắn hạn và hơn hết ngăn chặn các bước tiếp theo của Nga trong trung hạn. Cựu quan chức NATO đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS William Albuquerque cho biết nếu châu Âu tăng cường phòng thủ, Nga sẽ không tấn công. Ông khẳng định Nga chỉ tấn công vào nơi yếu ớt, chứ không phải những nơi có hệ thống phòng thủ mạnh mẽ tuy nhiên, châu Âu đã bỏ bê việc phòng thủ suốt 30 năm qua. Theo ông, đây là thách thức lớn của châu Âu và vấn đề sẽ được giải quyết nếu khối này cam kết nỗ lực lâu dài. Cấm các nguồn tài trợ từ Nga Trước nhiệm kỳ mới của ông Putin, EC đã đề xuất lệnh cấm các đảng chính trị, viện nghiên cứu và các tổ chức liên quan nhận nguồn tài trợ từ Nga. Hành động này là một phần của gói trừng phạt thứ 14 nhằm vào Nga. Theo hãng tin Bloomberg, các biện pháp trừng phạt mới hiện đang được thảo luận bao gồm cấm nhập khẩu khí helium từ Nga, siết chặt các hạn chế xuất khẩu quặng mangan và các khoáng sản hiếm khác, đồng thời cấm 11 tàu vận tải bị nghi ngờ hỗ trợ các hoạt động tấn công của Nga cập cảng. Đức thề bảo vệ các quốc gia vùng Baltic tích Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết sẽ bảo vệ ba đồng minh NATO khu vực biển Baltic tích gồm Latvia, Estonia và Lithuania trong trường hợp Nga thực hiện các cuộc tấn công vũ trang trong tương lai một cuộc tấn công nhằm vào các bạn cũng chính là nhằm vào tất cả chúng tôi. Đức Thê sẽ đứng về phía các quốc gia vùng Baltic, ông Sôn tuyên bố ngày 6 tháng 5 giờ địa phương sau cuộc hội đàm ở thủ đô Riga, Latvia với những người đồng cấp từ Latvia, Estonia và Lithuania. Theo đó, Đức đã điều động 20 binh sĩ đến Lithuania vào tháng 4 và dự kiến nâng lên 150 binh sĩ vào cuối năm nay. Ngoài ra, khoảng 5.000 binh sĩ sẽ được tăng cường tại các căn cứ quân sự ở Lithuania và khu vực biên giới với Belarus. Dân chúng ra hoảng loạn khi Israel tiếp tục không kích thành phố. Hàng nghìn người Palestine đã đổ ra đường phố Rafah tối ngày 6 tháng 5, khóc vì vui sướng khi cho rằng việc Hamas chấp nhận đề xuất thỏa thuận ngừng bắn do Qatar và Ai Cập làm trung gian. Nếu thành công, thỏa thuận này sẽ giúp người dân Rafat tránh được chiến dịch tấn công trên bộ của Israel và tận hưởng bộ không khí yên bình trong 6 tuần. Nhưng đến sáng ngày 7 tháng 5, nhiều người lại bắt đầu di chuyển chất đồ đạc, chăn đệm lên ô tô, xe lừa, rời khỏi thành phố sau khi Israel tiếp tục không kích và tuyên bố không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn mà Hamas đã thông qua. Chính phủ Israel cho hay họ tiến hành không kích vì dự thảo thỏa thuận của Hamas khác với văn bản họ đã chấp nhận tâm trạng vui vẻ và tràn đầy hy vọng chuyển sang kinh hoàng với hơn một triệu người mỏi mệt vì chiến sự kéo dài đang chen chúc nhau ở thành phố phía nam dãy gaza sau cuộc không kích israel đã điều một lữ đoàn xe tăng kiểm soát cửa khẩu rafat giữa biên giới gaza với ai cập dấu hiệu cho thấy chiến dịch tấn công trên bộ sắp bắt đầu đây là cửa khẩu quan trọng để chuyển lương thực hàng viện trợ nhân đạo vào gaza Chúng tôi vừa ăn mừng khi hay tin Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, thì lại nghe tin xe tăng Israel tiến vào. Muhammad Gaza, 28 tuổi, từ Gaza City, sơ tán đến Rafat, nói, Đêm qua, Israel công kích rất dữ dội, bắn phá không ngừng, chỉ nghe thấy tiếng nổ và tiếng còi xe cứu thương. Sáng ngày 7 tháng 5, máy bay Israel rải truyền đơn, yêu cầu người dân ở 5 quận phía đông di chuyển tới khu vực ven biển phía tây Rafat vì quân đội Israel sẽ tiến hành chiến dịch tấn công mạnh mẽ vào lực lượng Hamas còn bám trụ tại thành trì cuối cùng này. Ông Uday Tabat, 44 tuổi, cho hay gia đình sẽ quay về nhà ở Khan Yunis trong khu chung cư đã mất nóc vì bom đạn Israel. Chỉ ít là chúng tôi có thể được chết ở nhà, cô nói. Cơ sở hạ tầng bị phá hủy, thứ cơ bản phục vụ đời sống ở Khan Yunis đã không còn, mà quân đội Israel sẽ làm điều tương tự ở Rafat. Nếu phải chết, chúng tôi sẽ chết ở nhà mình. Nhiều người từ phía bắc giải Gaza đến Rafat đã trải qua nhiều lần sơ tán. Khoảng 1,4 triệu người, tương đương hơn một nửa dân số Gaza, bị dồn vào khu vực bình thường chỉ có 280.000 cư dân sinh sống. Họ chen chúc trong trường học, nhà dân, liều bạc, trong điều kiện thiếu vệ sinh và nước sạch. Đa phần đã phải dựng liều ở tạm suốt nhiều tháng, trải qua mưa gió mùa đông và gần đây là nắng nóng mùa hè công tác thu gom rác bị hạn chế đã tạo điều kiện cho dịch bệnh và côn trùng phát tán, theo các cơ quan viện trợ. No Ali, 35 tuổi, mẹ của bốn đứa con từ Gaza City sơ tán đến Rafat cho biết, cả nhà đang ngủ ngoài đường tối ngày 6 tháng 5 sau khi rời khỏi ngôi nhà mà họ đã trú ẩn ở quận Zenia, phía đông Rafat, nơi bị Israel pháo kích rạng sáng hôm đó. Chúng tôi muốn về nhà sau khi hay tin về thỏa thuận ngừng bắn, nhưng bom đạn không ngừng trút xuống ngay vào tối hôm đó, khiến không ai ngủ được, cô nói. Jen Lakes, phát ngôn viên Cơ quan Nhân đạo Liên Hợp Quốc OCHA, nhận định việc quân đội Israel chiếm cửa khẩu Rafat và đóng cửa khẩu Kremen Salom sẽ đe dọa toàn bộ hoạt động nhân đạo ở khu vực. Kerem Salom bị đóng cửa sau vụ Hamas phóng rocket khiến bốn binh sĩ Israel thiệt mạng các tuyến viện trợ khác đến miền Trung và Bắc Gaza vẫn mở. Nhưng lực lượng xe chở hàng viện trợ bị hạn chế. Bến tàu nối ngoài khơi Gaza do Mỹ xây dựng để đưa hàng viện trợ vào giải đất vẫn chưa thể vận hành. Hai tuyến đường chính đưa hàng viện trợ vào Gaza đang tắt cứng. Leke nói, cho hay hàng hóa được chuyển tới các cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc ở Gaza nhỏ giọt. Ông cảnh báo, nếu nhiên liệu tiếp tục bị cắt trong thời gian dài, hoạt động nhân đạo sẽ chết hẳn. Ông chỉ trích quân đội Israel đang phớt lờ mọi cảnh báo về ý nghĩa của viện trợ đối với dân thường. Các nhân viên cứu trợ làm việc ở Gaza báo cáo bộ không khí hoảng loạn và tuyệt vọng đang bao trùm và ai cũng thấp thẩm lo âu. Ai Cập cũng lên án việc quân đội Israel chiếm cửa khẩu Rafat, cho rằng hành động này đe dọa huyết mạch nhân đạo của hơn một triệu người Palestine, cũng như tuyến đường dùng để đưa bệnh nhân và người bị thương đi điều trị. Israel từ lâu đã đe dọa mở cuộc tấn công toàn diện vào Rafah bởi cho rằng đây là nơi các thủ lĩnh còn lại của Hamas như Yassin Niwad đang ẩn náu. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh của Israel cũng như nhiều cơ quan viện trợ quốc tế cảnh báo chiến dịch tấn công Rafah sẽ gây tổn thất nhân đạo lớn. Cơ quan y tế Hamas cho hay hơn 34.000 người Palestine đã thiệt mạng từ khi Israel tiến hành chiến dịch tấn công đáp trả Hamas. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc tuần này cho biết, miền Bắc Gaza đang trải qua nạn đói toàn diện, dù cơ quan này chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell ngày 7 tháng 5 bày tỏ lo ngại chiến dịch tấn công Rafah sẽ gây thương vong lớn cho dân thường. Dù họ có biện minh thế nào, vẫn còn 600.000 trẻ em ở Gaza. Các cháu sẽ bị đẩy tới khu vực gọi là vùng an toàn, nhưng ở Gaza chẳng có nơi nào được coi là an toàn, ông nói. Mazen Onsis Yosel, 27 tuổi, người dân Rafat, chờ hệ thông tin quân đội Israel đã kiểm soát cửa khẩu đang khiến mọi người hoảng sợ. Chúng tôi chẳng khác gì cá nằm trên thớt, thậm chí hàng viện trợ giờ đây cũng không thể đưa vào. Anh nói, họ sẽ bỏ đói và tàn sát chúng tôi như những gì đã làm ở miền Bắc Gaza. Hamas và Israel dùng cái đầu lạnh đàm phán về xung đột ở Gaza. Hãng Reuters ngày 8 tháng 5 dẫn lời quan chức Osama Hamzan của lực lượng Hamas cảnh báo sẽ không có thỏa thuận ngừng bắn nếu hành động tấn công quân sự của Israel tiếp diễn tại thành phố Rafah của giải Gaza. Phát biểu được đưa ra trong một cuộc họp báo ở Beirut, Liban, trong khi một phái đoàn của Hamas từ Qatar tới Ai Cập để tiếp tục đàm phán. Chúng tôi khẳng định rằng hoạt động quân sự ở Rafah nếu do Israel thực hiện sẽ không phải là chuyến dã ngoại cho quân đội Israel quả bóng đang ở trên sân của Thủ tướng Israel Netanyahu, ông Hamza nói thêm. Trước đó hôm 7 tháng 5, lực lượng Israel giành quyền kiểm soát cửa khẩu Rafa giữa Gaza và Ai Cập, đóng cửa tuyến vận chuyển hàng viện trợ mang tính sống còn cho người Palestine ở Gaza. Ông Hamza nhấn mạnh rằng cửa khẩu này đã và sẽ vẫn thuần túy là cửa khẩu giữa Ai Cập và Palestine. Tại Rafa, ít nhất 27 người đã thiệt mạng do Israel không kích kể từ tối ngày 6 tháng 5. Theo CNN, trong khi đó, quân đội Israel tố Hamas phóng hàng chục rocket Rafah về phía cửa khẩu Kirim Salon và khu vực Reim ở phía nam Israel hôm 7 tháng 5. Trong bối cảnh đàm phán khôi phục tại Ai Cập, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kabay cho biết Mỹ tin rằng những bất đồng còn tồn tại giữa Israel và Hamas có thể vượt qua. Ông Kabay cho hay Hamas đã chuyển đến một đề xuất sửa đổi với nội dung cho thấy những cách biệt có thể tuyệt đối được khép lại dù ông chưa nêu chi tiết. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 7 tháng 5 thông báo rằng phía Mỹ đã hoàn tất việc xây dựng một hệ thống cầu cảng viện trợ nhân đạo tạm thời, viết tắt là Chilos, tại Gaza để chuyển hàng viện trợ. Theo phó thư kỳ báo chí Lầu Năm Góc, Sabrina Sai, Mỹ đang bốc hàng viện trợ lên tàu MV Sagamo hiện ở đảo Siberus. Sagamo là tàu chở hàng sẽ sử dụng Chilos và sẽ thực hiện các chuyến đi giữa đảo Siberus và bến tàu nổi ngoài khơi, khi Yusef và các đối tác khác nhận viện trợ từ khắp nơi trên thế giới, theo bà Sai. Dự đoán ác mộng khi Israel tiến vào Rafah Ngay sau khi truyền thông đưa tin, lực lượng Hamas đồng ý thỏa thuận ngừng bắn vào tối ngày 6 tháng 5. Người dân nhiều nơi tại Rafah đã đổ ra đường ăn mừng. Nhưng chỉ ít lâu sau, thành phố đã xuất hiện nhiều vụ nổ khi quân đội Israel tiến hành chiến dịch tấn công Rafah, theo CNN. Quân đội Israel hôm qua cho biết đã kiểm soát khu vực thuộc địa phận Gaza ở cửa khẩu Rafah. Đây là tuyến đường quan trọng để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo từ Ai Cập đến Gaza, các nguồn tin của Reuters nói rằng, những chuyến hàng viện trợ đã phải tạm dừng sau khi xe tăng của Israel xuất hiện tại cửa khẩu. Tờ The Guardian dẫn thông báo của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, nói rằng có tin tình báo chỉ ra cửa khẩu Rafah đang được sử dụng cho mục đích khủng bố. Quan chức IDF cho hay, chiến dịch tấn công Rafah trong đêm 6 tháng 5 rất chính xác và hạ 20 thành viên Hamas. Các tuyên bố trên chưa được xác minh độc lập. Trong khi đó, các quan chức y tế Palestine nói xe tăng và máy bay Israel tấn công 20 người Palestine thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Nội các chiến tranh Israel tối ngày 6 tháng 5 nhất trí tiếp tục chiến dịch tấn công Rafah. Giới quan chức cho rằng nếu Israel nhất quyết muốn xóa sổ lực lượng Hamas tại Rafah, họ sẽ phải đối mặt với đối thủ thiện chiến, có lợi thế sân nhà, đặc biệt là mạng lưới đường hầm dày đặc của Hamas. Trong khi đó, Israel vừa đánh vừa phải chú ý đến dân thường ở Rafah để không gây ra thiệt hại lớn, khiến dư luận quốc tế phận nộ. Ông Tami Haman, giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia, trụ sở tại Tel Aviv, Israel, nhận định Israel sẽ mất nhiều hơn được với chiến dịch ở Rafa, bao gồm mất đi cơ hội bình thường hóa quan hệ với Ả Rập Xê Út hoặc mở rộng quan hệ đối tác khu vực để đối trọng với Iran. Mỹ bày tỏ lo ngại về cuộc tấn công Rafa mới nhất của Israel, song không cho rằng đây là chiến dịch quân sự quy mô lớn. Các quan chức Mỹ ra sức ngăn Israel phát động chiến dịch lớn nhằm vào những khu vực đông dân ở Rafah, theo Reuters. Ngoại trưởng Jordan Amman Safadi cho rằng, Israel đang gây gián đoạn thỏa thuận ngừng bắn bằng quyết định tấn công Rafah vào tối ngày 6 tháng 5. Trong khi đó, viết trên mạng xã hội X, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh, bảo vệ thường dân là điều quan trọng nhất trong luật nhân đạo quốc tế. Cơ quan LHQ về người tị nạn Palestine cảnh báo hậu quả tàn khốc nếu Israel tấn công sâu vào Rafah, nơi hơn 1,2 triệu người Palestine đang trú ẩn với phân nửa là trẻ em. Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế cho hay, dân thường ở Rafah đang sống trong tình trạng thiếu vệ sinh, có nhiều nguy cơ nhiễm bệnh. Israel đã lệnh sơ tán khoảng 100.000 người khỏi phía đông Rafah hôm 6 tháng 5. Những ngày trước, nhiều lãnh đạo trên thế giới liên tục kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn. Nay, bóng đã ở bên sân của Israel như lời quan chức. Hamas nói, sau khi lực lượng này chấp nhận đề xuất từ Ai Cập và Qatar, tuy vậy, Israel khẳng định thỏa thuận này chứa những yếu tố Israel không thể chấp nhận. Tờ The New York Times dẫn các nguồn thạo tin cho hay một số từ ngữ trong thỏa thuận mà Hamas đồng ý đã được Ai Cập và Qatar chỉnh sửa. Với sự tham vấn từ Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Byrne, khác với phiên bản mà Mỹ và Israel đã đưa ra trước đó, song đề xuất mới vẫn giữ lại một số điểm quan trọng, bao gồm duy trì tình trạng ổn định kéo dài mà hai bên đã nhất trí trước đó, nhằm thay cho đề xuất ngừng bắn vĩnh viễn mà không bên nào nhượng bộ. Trang Asios hôm qua đưa tin các quan chức Israel khẳng định chính quyền Mỹ biết về đề xuất mà Hamas đồng ý, song đã không báo cho phía Israel. Một quan chức cấp cao Mỹ phản bác rằng các nhà ngoại giao Washington đã thỏa thuận với những người đồng cấp Israel và không có bất ngờ nào. Ba quan chức Israel nói tuyên bố của Hamas hôm 6 tháng 5 đã khiến chính phủ Israel ngạc nhiên, cho biết Israel không nhận được văn bản nào từ các bên trung gian trước đó. Một nguồn thạo tin cho hay, Mỹ đã mời đại diện Israel đến Ai Cập vào tuần trước, nhưng Israel... Nhiều tên lửa Triều Tiên mà Nga phóng về phía Ukraine phát nổ trên không Giới chức Ukraine kiểm tra mảnh vỡ tên lửa mà họ cho là do Triều Tiên sản xuất và chuyển cho Nga, nhận định nửa số này phát nổ trên không. Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin mới đây nhận định tỷ lệ hồng hóc của vũ khí Triều Tiên dường như rất cao sau khi các quan chức dưới quyền kiểm tra mảnh vỡ của 21 trong số 50 tên lửa đạn đạo Triều Tiên mà Nga phóng từ cuối tháng 12 năm 2023 đến cuối tháng 2. Khoảng một nửa số tên lửa Triều Tiên bay chạy quỹ đạo được lập trình sẵn và phát nổ trên không. Chúng tôi không thu hồi được mảnh vỡ trong những trường hợp này, theo thông cáo từ văn phòng của ông Kostin. Nga và Triều Tiên chưa bình luận về thông tin trên. Tổng công tố Ukraine cho biết sẽ tiếp tục điều tra về việc Nga dùng tên lửa Triều Tiên tập kích nước này, dù không thể thu thập được mảnh vỡ tên lửa Hoa song 11, còn gọi là KN23 tại nơi bị tập kích, họ xác định được loại tên lửa này nhờ xem xét quỹ đạo bay, tốc độ và địa điểm phóng. Theo văn phòng Tổng công tố Ukraine, lần cuối cùng Nga sử dụng tên lửa Hoa song 11 là ngày 27 tháng 2. Tổng số lần phóng trùng khớp với thông tin tình báo về việc Triều Tiên chuyển khoảng 50 tên lửa đạn đạo cho Nga với địa điểm phóng được đặt tại các tỉnh Belgorod, Voronezh và Kursk. Trong số 21 mảnh tên lửa họ thu thập có 3 mảnh tại thủ đô Kiev và tỉnh cùng tên. Các mảnh còn lại được lấy về từ tỉnh Kharkov, Poltava, Kirovohrad và vùng Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Các công tố viên Ukraine không cho biết liệu phòng không nước này có đánh chặn được số tên lửa nói trên hay không. Tên lửa đạn đào thường khó bị đánh chặn vì quỹ đạo và tốc độ rất cao của chúng khi lao xuống mục tiêu. Nhiều nước phương Tây cáo buộc Triều Tiên đã gửi vũ khí tới Nga, song chúng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong các đợt tập kích nhằm vào Ukraine. Nga và Triều Tiên nhiều lần bác bỏ thông tin này. Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc lo ngại việc Triều Tiên chuyển vũ khí cho Nga có thể kết thúc gần hai thập kỷ đồng thuận giữa các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong ngăn Bình Nhưỡng mở rộng chương trình hạt nhân và tên lửa. Nga tháng 3 phủ quyết gia hạn hoạt động của nhóm giám sát lệnh trừng phạt Triều Tiên, Nga giải thích quyết định được đưa ra do nhóm này đã mất tính khách quan và các cương quốc cần cách tiếp cận mới với Triều Tiên. Trước khi dừng hoạt động, nhóm này trình báo cáo cho biết tên lửa đạn đạo Hoa Song 11 do Triều Tiên sản xuất đánh trúng thành phố Kharkov lớn thứ hai Ukraine. Tên lửa Hoa Song 11 có hình dáng giống đạn của tổ hợp 9K720 Iskander Nga và Huynmo 2B của Hàn Quốc. Nga tập kích quy mô lớn hướng vào nhà máy năng lượng ở Ukraine, Kiev nói rằng Moscow tiến hành đợt không kích dữ dội bằng tên lửa và UAV nhằm vào mạng lưới năng lượng trên khắp lãnh thổ Ukraine. Lại một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào lĩnh vực năng lượng, các nhà máy sản xuất điện và trạm truyền tải ở tỉnh Poltava, Kirovograd, Zaporizhia, Lviv, ivano frankiv và Vinnytsia đã bị tấn công. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galutchenko cho biết hôm nay, các tỉnh này nằm ở miền Trung, Nam và Tây Ukraine. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine trước đó phát báo động phòng không trên toàn quốc, nói rằng Nga tiến hành đợt tấn công dữ dội bằng máy bay không người lái UAV tự sát và nhiều loại tên lửa tầm xa nhằm vào loạt địa phương, trong đó có thủ đô Kiev. Các tên lửa liên tục đổi hướng, đối phương có khả năng triển khai tên lửa siêu vượt âm KH-72M2 Kinh Thông báo của cơ quan này có đoạn. Chia rõ mức độ thiệt hại trong đòn tấn công, cũng như số lượng vũ khí được Moscow triển khai. Một số nhân chứng tại Kiev đã nghe thấy nhiều tiếng nổ, dường như là tên lửa phòng không đánh chặn mục tiêu trên bầu trời. Các tài khoản ủng hộ quân đội Nga trên Telegram nói rằng mục tiêu gồm kho ngầm truyền lưu trữ khí đốt ở thành phố Sri và nhà máy nhiệt điện Dobrovo thuộc tỉnh Lviv, nhà máy nhiệt điện Putin tại ivano Frankiv, thủy điện Shred Neporovska ở Dnipro và nhà máy nhiệt điện Ladizinska thuộc tỉnh Vinnytsia. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Nga tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Ukraine bằng UAV và tên lửa gần như hàng ngày kể từ ngày 22 tháng 3, khiến nhiều khu vực ở quốc gia Đông Âu chịu cảnh mất điện. Các đợt tập kích đã khiến một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine bị phá hoại. Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tháng 4 nói các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng Ukraine là một phần trong kế hoạch phi quân sự hóa của Moscow Ông thêm rằng hoạt động này cũng nhằm đáp trả nỗ lực tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga như nhà máy lọc dầu khi xung đột bước sang năm thứ ba. Ukraine, Nga không kích 40 đợt và 72 lần tấn công từ hệ thống pháo tên lửa phóng loạt trong 24 giờ qua Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 7 tháng 5 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong 24 giờ qua, 64 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra ở mặt trận. Tổng cộng, đối phương đã phóng một tên lửa, thực hiện 40 đợt không kích và 72 lần tấn công từ hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt. Báo cáo có đoạn, trong ngày không quân, tên lửa của lực lượng phòng vệ đã tấn công súng cối tự hành 2S4 Tunpan, một điểm kiểm soát, nằm khu vực tập trung quân Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của đối phương ở Kupian, Liman, Bakhmut, Abdiivka, Novopavlov, Marinka, Orekhov, Zaporizhia, cũng như ở Kherson. Phát biểu với Radio Free Europe, Radio Liberty, người phát ngôn tình báo quân sự HUR Andriy Yusov ngày 7 tháng 5 cho biết, Ukraine liên tục phát minh ra những cách mới để tiêu diệt tàu Nga ở vùng biển xung quanh Crimea. Ông Yusov cho biết những người điều khiển xuồng không người lái, USV, trên biển đa Năng, Magura V5 của cơ quan này thay đổi các cuộc tấn công của họ, không lặp lại lần nào giống nhau Bình luận của ông được đưa ra một ngày sau khi cơ quan tình báo quân sự cho biết họ đã phá hủy một tàu tuần tra lớp Mangus của Nga ngoài khơi Krum, chiếc mới nhất trong số nhiều tàu bị USV Magura trên biển phá hủy. Ông Yusof cho biết Nga đang thực hiện các bước để chống lại các cuộc tấn công, bao gồm cả việc cố gắng che giấu tàu, xây dựng hàng rào bảo vệ, nhưng cho biết cơ quan này đang tìm ra những cách mới để chứng minh rằng HUR và Magura hoạt động cực kỳ hiệu quả. Người phát ngôn không nêu chi tiết về các phương pháp mới, nhưng cùng ngày, tàu tuần tra lớp màn bị đánh chìm. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy dường như là các USV Magura được trang bị tên lửa phòng không. Ukraine trước đó đã dùng USV Magura V5 tiêu diệt một số tàu của Nga, bao gồm tàu đổ bộ Kaisa, Kunikov, tàu tuần tra Sergei Kotov, tàu đổ bộ Sena và Akula cũng như tàu hộ tống tên lửa lớp Taratun, Ivanovet. Magura V5 của Ukraine cũng làm hư hại một phần tàu quân sự Nga Ivan Khuz. Vào ngày 21 tháng 4, Hải quân Ukraine đã tấn công tàu Komuna ở Sevastopol. Nó được hạ thủy vào năm 1915, là con tàu lâu đời nhất còn phục vụ trong Hải quân Nga. Sevastopol là nơi đóng quân của hạm đội biển đen của Nga, thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên biển của Ukraine. Tổng thống Macron, Pháp công tiến hành chiến tranh chống Nga Tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 6 tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, không có chiến tranh giữa chúng tôi với nước Nga hay người dân Nga. Chúng tôi cũng không kỳ vọng vào việc thay đổi quyền lực ở quốc gia này. Ngoài ra, ông Macron cho biết, khối Liên minh châu Âu sẵn sàng hỗ trợ Ukraine miễn điều đó là cần thiết. Bên cạnh đó, Tổng thống Macron cho biết, Ông thừa nhận đã đề nghị các quốc gia phương Tây gửi quân tới Ukraine vào cuối tháng 2 2024 sau cuộc gặp tại Paris giữa nhà lãnh đạo Pháp và người đứng đầu chính phủ của khoảng 20 nước châu Âu khác. Dù ông Macron khẳng định ông không thay đổi quan điểm này, song cho rằng Pháp không gửi quân tới Ukraine là cách tiếp cận chính xác. Trong một diễn biến liên quan khác, Bộ Ngoại giao Pháp cùng ngày phủ nhận thông tin Paris đã đưa quân đến Ukraine để chống lại Nga các luồng thông tin sai lệch về việc Pháp hỗ trợ Ukraine liên tục được lan truyền. Đây là thông tin đã được xác thực. Pháp không gửi quân đến Ukraine, Bộ Ngoại giao Pháp đăng tải trên nền tảng East Twitter. Tuyên bố trên của chính quyền Pháp được đưa ra không lâu sau khi cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Stephen Bryan cho biết Pháp có thể đã gửi nhóm quân đầu tiên tới Ukraine bất chấp cảnh báo của Nga những quân đội này đang được bố trí trực tiếp tại khu vực chiến đấu nóng bỏng nhằm mục đích giúp Ukraine chống lại những bước tiến của Nga ở Donbass. 100 người đầu tiên là chuyên gia pháo binh và trinh sát, cựu quan chức Mỹ cho hay. Theo ông Ryan, các lực lượng Pháp đã được triển khai để hỗ trợ lữ đoàn cơ giới độc lập số 54 của Ukraine tại thành phố Slavyansk. Các binh sĩ Pháp được cho là đã được rút ra từ trung đoàn bộ binh số 3, một trong những thành phần chính của quân đoàn nước ngoài Pháp. Thông tin này cũng đã được một số cơ quan truyền thông Ukraine chia sẻ. Thảm kịch toàn cầu nếu phương Tây đưa quân tới Ukraine. Việc gửi quân của họ đến lãnh thổ Ukraine sẽ khiến quốc gia của họ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến và chúng tôi sẽ phải đáp trả. Và thật không may, không phải trên lãnh thổ Ukraine sẽ có một thảm kịch toàn cầu. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram hôm ngày 6 tháng 5. Ông Medvedev cảnh báo giới tinh hoa phương Tây sẽ không thể né tránh phản ứng của Nga dù ở đội cáp Mỹ, điện Ellis hay số 10 phố Darwin Anh. Điều này đã được ông Kennedy và Khrushchev nhận ra cách đây hơn 60 năm. Nhưng những người đang lên nắm quyền ở phương Tây không muốn nhận ra điều này, ông Medvedev cho biết thêm. Theo cựu tổng thống Nga, đó là lý do Nga sẽ tiến hành cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Bộ Quốc phòng Nga thông báo về kế hoạch tập trận hôm ngày 6 tháng 5. Trong những ngày đầu tiên của cuộc xung đột Ukraine, Tổng thống Putin tuyên bố chuyển lực lượng hạt nhân Nga sang chế độ cảnh báo chiến đấu đặc biệt. 6 tháng sau, ông Putin cảnh báo sẽ sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có để bảo vệ các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine. Đầu năm ngoái, ông Putin tuyên bố chấm dứt việc Nga tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược với Mỹ. Một tháng sau, ông tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Đây là lần đầu tiên Nga triển khai kho vũ khí hạt nhân bên ngoài biên giới kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Belarus có đường biên giới dài 1.250 km với các thành viên NATO là Latvia, Lithuania và Ba Lan. Belarus cũng giáp với Ukraine, nơi đang nổ ra các cuộc giao tranh khốc liệt. Vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại vũ khí được thiết kế để sử dụng trên chiến trường, có thiết kế nhỏ hơn và được sử dụng ở khoảng cách ngắn. Khác với vũ khí hạt nhân chiến lược, vốn được dùng để tấn công các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách xa. Điện Kremlin chỉ rõ rằng, cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật mới nhất nhằm đáp trả tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các quan chức Anh. Nga trong những ngày gần đây đã chỉ trích Tổng thống Macron vì nói với tạp chí Economist rằng ông không loại trừ bất cứ điều gì trong phản ứng của phương Tây đối với cuộc chiến Ukraine, bao gồm việc gửi quân đến nước này. Quan điểm của ông Macron nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo một số nước. Tuy nhiên, các đồng minh phương Tây, trong đó có Mỹ, Đức, Slovakia, Ba Lan, khẳng định không có kế hoạch đưa quân đến Ukraine điện kremlin cũng chỉ trích ngoại trưởng anh david cameron vì tuyên bố rằng kiev có quyền tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ nga lãnh đạo đảng dân chủ tại hạ viện mỹ haskem chefry cũng không loại trừ khả năng washington buộc phải điều quân đến vùng chiến sự ukraine nếu kiev bị nga đánh bại tuy vậy giới chức mỹ nhiều lần khẳng định không có kế hoạch điều quân đến ukraine trong bài thông điệp liên bang hồi tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng chỉ cần viện trợ quân sự và tài chính của Mỹ, Kiev vẫn có thể tự đánh bại Moscow. Cuối tháng trước, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói viện trợ mới trị giá gần 61 tỷ USD cho Ukraine sau khoảng nửa năm đình trệ. Ukraine kỳ vọng gói viện trợ mới có thể nhanh chóng giúp quân đội nước này thoát khỏi tình trạng cạn kiệt vũ khí, đạn dược tiến thoái lưỡng nan của Thủ tướng Israel tại Gaza. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chờ đợi nhiều tháng để tiến hành chiến dịch tấn công Rafah, thành phố miền nam giải Gaza mà Israel coi là thành trì cuối của Hamas. Tuy nhiên, Rafah hiện cũng là nơi trú ẩn của hơn một triệu người Palestine chạy trốn xung đột. Gần 7 tháng kể từ khi chiến dịch Gaza bùng phát, ông Netanyahu đang đứng trước cuộc quyết định đánh dấu canh bạc lớn nhất với sự nghiệp chính trị của mình tiếp tục trì hoãn chiến dịch để giải cứu con tin có thể sẽ khiến Hamas và các thủ lĩnh của nhóm, trong đó có Yahya Sinwa, vui mừng. Song từ chối thỏa thuận ngừng bắn và quyết định tấn công tổng lực vào Rafah có thể sẽ khiến Israel vượt làn danh đỏ của Mỹ và đe dọa tính mạng các con tin mà Hamas vẫn giảm giữ. Khoảng 130 con tin còn trong tay Hamas đã trở thành một trong những vấn đề khó xử nhất xuyên suốt nhiệm kỳ thủ tướng của ông Netanyahu. Trong đó, sự nghiệp chính trị của ông và an ninh Israel luôn gắn bó chặt chẽ hoặc là Rafa hoặc là các con tin là nội dung một biểu ngữ trong cuộc biểu tình của người dân Israel trên cao tốc chính ở Tel Aviv tuần trước. Đối mặt với những lựa chọn khó khăn này, ông Netanyahu đã lựa chọn cách câu giờ. Xe tăng của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, rạng sáng ngày 8 tháng 5 tiến vào đông Rafa kiểm soát cửa khẩu cùng tên quan trọng nhất nối Gaza với Ai Cập. Quyết định đưa ra chỉ sau vài giờ khi Hamas thông báo chấp nhận đề xuất thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với Israel đây là thỏa thuận đã được israel xem xét nhiều ngày qua tuy nhiên khi đối phương đồng ý chính phủ của thủ tướng netanyahu lại tuyên bố rằng dự thảo mà hamas thông qua không giống với văn bản của họ israel tiến hành chiến thuật nước đôi bằng cách vừa điều quân tới cửa khẩu rafah vừa gây áp lực lên hamas vừa cử một nhóm chuyên viên đến cairo ai cập để xem xét triệt để mọi khả năng đạt thỏa thuận theo những điều khoản cho aviv có thể chấp nhận được nhiều người chỉ trích coi đây là chiến thuật của ông Netanyahu nhằm xoa so dịu các thành viên cực hữu trong liên minh cầm quyền, đồng thời tránh phải chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn, trao đổi con tin có thể khiến chính phủ của ông sụp đổ. Trước đó, những thành viên cứng rắn trong liên minh cầm quyền đã đe dọa sẽ lật đổ Netanyahu nếu ông chấp nhận thỏa thuận với Hamas và không tấn công Rafah. Trong khi đó, những người ủng hộ Thủ tướng Netanyahu lại coi đây là động thái có tính toán để kiềm chế các yêu sách của Hamas trong quá trình đàm phán. Ông ấy bị mắc kẹt giữa các nhóm bất đồng trong nội các, trong dư luận Israel và giữa số phận các con tin với mục tiêu theo đuổi chiến dịch, cũng như quan hệ với Mỹ. Chính trị, ngoại giao và an ninh là những vấn đề không thể tách rời và rất phức tạp. Nazar Strickler, chiến lược gia chính trị từng làm việc với Thủ tướng Netanyahu nói. Khi Tổng Giám đốc CIA Mỹ William Byrne tới Cairo, Ai Cập để thúc đẩy đàm phán, Hamas đã tìm kiếm đảm bảo từ Mỹ rằng thỏa thuận sẽ mang tới lệnh ngừng bán vĩnh viễn, yêu cầu lâu nay Israel từ chối. Mỹ và các bên trung gian hòa giải là Ai Cập và Qatar đã tìm cách xoa dịu lo ngại của Hamas, nói rằng điều kiện ổn định bền vững mà Tel Aviv chấp nhận trong giai đoạn hai bên đàm phán là sự đảm bảo cho tương lai chấm dứt xung đột. Việc Hamas bất ngờ thông báo chấp nhận đề xuất thỏa thuận ngừng bắn khiến ông Netanyahu bị đẩy vào tình thế khó xử. Để đối phó, ông đã nhất trí với các đối thủ chính trị trong nội các chiến tranh và phương án tấn công vào Rafah. Cái cớ mà Israel đưa ra là Hamas đã thông qua các điều khoản không đồng nhất với nội dung đàm phán. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao giấu tên cho hay, đề xuất mà Hamas chấp nhận tương tự những gì Israel đồng ý trước đó. Quyết định đưa quân vào Rafah được xem là bước ngoặt đối với ông Netanyahu vào thời điểm hai bên đứng trước cơ hội đạt thỏa thuận. Trong vòng chưa đầy 72 giờ, ông ấy đã tìm được tiếng nói chung với các đối thủ chính trị về bác bỏ đề xuất của Hamas và thông qua quyết định tấn công Rafah, Strickler nói. Động thái của Israel đã thay đổi tính toán trong khu vực. Theo Khaima Abu Sada, giáo sư đại học A1 Asha của Gaza và hiện sống lưu vong ở Cairo. Vào thời điểm 35.000 người Palestine đã thiệt mạng, nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị phá hủy hoàn toàn. Người Palestine có thể dễ dàng chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào để bảo vệ những gì còn lại. Hamas không có ưu thế đàm phán, song ông Netanyahu cũng vậy. Khi Hamas chấp nhận đề xuất, ông ấy đổi mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan, Abu Sada nói. Những người cứng rắn trong chính trị Israel cho rằng họ phải đạt được mục tiêu cuối cùng của chiến dịch là một chiến thắng hoàn toàn trước Hamas, bất kể số phận con tin ra sao. Quyết định tấn công Rafa của Israel đã vấp vào làn sóng chỉ trích gây gắt từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là từ Liên minh châu Âu-EU và Arab Saudi. Điều này cũng đặt ra thách thức rõ ràng đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, người thúc đẩy đồng minh Israel chấm dứt xung đột và báo cáo chiến dịch Rafa gây nguy hiểm cho người dân Palestine là lằn danh đỏ với Washington. Đối với Ai Cập, vấn đề này được coi là mối đe dọa lớn với an ninh quốc gia, bởi Cairo sợ rằng giao tranh ác liệt giữa IDF và Hamas dọc theo biên giới dài 14 km với Gaza sẽ dẫn tới cuộc di cư của hàng chục nghìn người Palestine tới bán đảo Sinai. Người Ai Cập rất lo sợ, phẫn nộ và cạn kiên nhẫn với Israel. Họ đang thấy cơ hội về thỏa thuận ngừng bắn, nhưng Israel đột ngột quay xe, một quan chức Israel nói. Số phận thỏa thuận ngừng bắn giờ rất mỏng manh, theo giới quan sát. Các quan chức Israel cho hay hơn 30 con tin trong khoảng 130 người còn lại có thể đã chết. Nhiều người trong số đó bị thương hoặc là người cao tuổi. Nếu các cuộc đàm phán để trả tự do cho họ đổ vỡ, ông Netanyahu sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài tiền đánh toàn bộ thành phố Rafah bất chấp hậu quả về nhân đạo và ngoại giao. Nếu không đạt được thỏa thuận, ông ấy phải tấn công Rafah và điều đó đồng nghĩa đối mặt với hậu quả. Israel Zip, Thiếu tướng Israel Vehu nói, Golan, tướng Israel về hưu và chính trị gia cánh tả cho biết, ông ấy sẽ ủng hộ nếu việc Israel tiến quân vào Rafah là động thái chiến thuật để gây áp lực lên Hamas, đạt thỏa thuận con tin, xong Golan hoài nghi điều này. Thủ tướng Netanyahu đã làm suy yếu bất kỳ nỗ lực đàm phán nào, nên đây có thể chỉ là cách để tránh kết thúc xung đột và câu giờ. Câu hỏi trọng tâm là ông ấy có thực sự muốn đạt thỏa thuận hay không? Tôi tin ông ấy sẽ không muốn vậy vì lý do chính trị, Golan nói cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo